Kính thưa quý vị, Nguyễn Xuân Nam xin trân trọng kính chào quý vị và ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi cuộc nói chuyện giữa chúng tôi và anh Đỗ Minh Hưng trong chương trình Truyền hình 60 phút của Truyền hình Việt Nam. Xin chào anh Đỗ Minh Hưng, thưa Dạ vâng, chào anh Nam. Dạ. Dạ, xin được trân trọng kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, thời điểm mà chúng tôi thực hiện cái chương trình này đó là vào cuối năm 2018. Vào những ngày Giáng sinh của 2018. Mà bây giờ ta bắt đầu nhìn lại trong năm vừa qua những sự kiện lớn nào trong năm. Và ta hãy bắt đầu nhìn sang năm tới, cái chuyện gì sẽ xảy ra trong năm tới. Họ tiên đoán chuyện gì có thể xảy ra vân vân. Thì trong tuần này, chúng tôi và anh Đỗ Minh Hưng sẽ nói chuyện về phần này. Ngày mai, chúng tôi và anh Nguyễn Ngọc Bùi sẽ nói chuyện thêm một đề tài khác, cùng nhìn lại năm 2018 và mở đầu 2019 như thế nào. Chúng tôi rất là cảm ơn sự theo dõi tất cả quý vị đối với chương trình của chúng tôi, đặc biệt sự ưu ái quý vị dành cho anh Đỗ Minh Hưng trong những bài bình luận trước đây. Thưa quý vị, trong năm vừa qua đó, thì thưa anh Hưng và thưa quý vị, trong năm vừa qua cái nhân vật được xem là người ta hay để ý đến cái nhân vật trong năm của tờ Time Magazine anh. Yeah. Time Magazine vâng. Năm mỗi năm nó chọn nhân vật vâng. nào, đó là nhân vật được xem là nổi bật nhất trong vâng. năm. Vâng. Thì trong những cái nhân vật được chọn năm nay thì nhân vật nổi bật á là một cái ký giả gọi là cộng tác viên của tờ Washington Post. Yeah. Ông là người gốc Ả Rập Xê Út. Dạ, không, người Saudi Arabia. Ả Rập Saudi. Saudi Arabia. Yeah. Thì ông ta có cái tên á, mà ông ta có cái tên mà quý vị biết rồi, Khashoggi. Thì ông ta bị giết và cái giết này rất là thê thảm. Vâng. Và cái giết này nó đến giờ này vẫn là một cái vấn đề được nói tới nhiều, từ vâng. Liên Hợp Quốc xuống cho đến tất cả các cường quốc, trong đó kể cả cái vùng nhỏ Trung Đông, và được xem rằng một cái chết mà gây mà là ngoại giao rất là điên cuồng trong những ngày vừa qua, và đến giờ này vẫn chưa giải quyết xong nữa. Thì câu chuyện đó như thế nào và tại sao ta được chọn là nhân vật năm 2018? Chúng tôi mời quý vị theo dõi cùng chúng tôi với anh Đỗ Minh Hưng. Thì xin mời anh, thưa anh. Dạ vâng, yeah. Vâng, xin chào Nam. Yeah. Trước hết xin thưa với tất cả quý vị, chúng tôi xin được phép được coi bữa nay là cái buổi phím luận chứ không phải là buổi bình luận, vì chính tư cách của chúng tôi không có đủ cái qualify để là làm một nhà bình luận. Thì cái đề tài ngày hôm nay đó, chúng tôi xin đặt cái tên là Istanbul 210. Istanbul đó là tên của thủ đô cũ, cái là cố đô của Thổ Nhĩ Kỳ ngày xưa, và trước khi có cái tên Istanbul đó, nó có cái tên là Constantinople, và bây giờ đó cái thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ là Ankara chứ không phải là Istanbul. Nhưng mà quý vị nhớ là ngày xưa đó, cái thời thế kỷ 18-19 đó, thì Istanbul là một cái thành phố rất là nổi tiếng trên thế giới, nổi tiếng cho đến nỗi là ông hoàng đế Napoleon của người Pháp đã nói rằng nếu mà thế giới này á chỉ còn lại một quốc gia thôi và quốc gia đó chỉ có một thủ đô thôi thì thủ đô đó phải là Istanbul. Dễ sợ hả? Dễ sợ như vậy đó. Và bây giờ Istanbul nó xảy ra một cái vụ án. Cái vụ án này không phải nó chấm dứt trong vòng 2 tháng hay 3 tháng, mà nó có cái chiều hướng là sẽ kéo dài qua sang năm, và nó ảnh hưởng tới cái tình hình của cả vùng Trung Đông và của cả thế giới. Tại vì khi cái vụ này mà nếu mà dàn xếp không khéo thì nó đưa tới cái cuộc khủng hoảng về dầu hỏa. Và vấn đề dầu hỏa đó thì đó là quý vị đã biết rồi, nó là cái mạch máu, nó là cái nguồn sống của cái nền kinh tế của cả thế giới. Bây giờ trở lại cái vấn đề Istanbul 210. Thì cái sự kiện nó xảy ra 210 là ngày 2 tây tháng 10 năm 2018 vừa qua. Có một cái sự kiện nó xảy ra tại ngay tại tòa lãnh sự chứ không phải là tòa đại sứ. Tòa đại sứ của Saudi Arabia là tại thủ đô Ankara. Đây là tòa lãnh sự tại thành phố Istanbul. Vào đó có một người đi vào đó và bị mất tích. Mấy ngày sau báo chí nó đăng tin là có một cái ông đó người gốc người Saudi Arabia nhưng mà là thường trú nhân, là permanent resident của Hoa Kỳ, thường trú tại Virginia, và ông đó đã bước vào cái tòa lãnh sự đó và sau đó mất tích. Cái tin đó thì cũng không có gì quan trọng lắm phải không anh ạ? À? Thấy đi vô mà không có đi ra. Dạ, thấy đi vô không ra đó. Nhưng mà tiếp tục vài ngày hôm sau đó thì lại có cái tin tức nó dồn dập tới. Là trên báo chí là họ đưa ra những cái hình ảnh, quay được hình ông đó mặc cái áo vest màu xanh đậm giống như màu anh vậy, yeah. Cái quần màu lạc và bước đi vào tòa lãnh sự đó và sau đó không thấy xuất hiện.
Và sau đó nữa là thêm một biến cố là cái người tình đó, là cái người sắp sửa cưới ông đó đó, cái cô gái Thổ Nhĩ Kỳ, cái bà đó 36 tuổi, tên là Janice, là một ứng viên đang sắp sửa lấy cái bằng PhD của tại Istanbul đó, và lên mà khai trình với lại nhà chức trách của cái thủ đô Thư Ki á, mà nơi cái tòa lãnh sự đặt ra, và nói là ông ấy đã mất tích và bà ấy đã ngồi trước tòa đại sứ 11 tiếng đồng hồ vẫn không thấy ông xuất hiện ra. Câu chuyện nó bắt đầu nó hơi hâm nóng lên rồi. Khi nó hơi năm lúc rồi thì báo chí không biết vì lý do gì đó, tất cả báo chí đều đăng một cái tin đó rất là dồn dập. Và như anh Nam đã biết, báo chí nó tạo cái dư luận, phải không ạ? Và dư luận nó tạo thành áp lực chính trị, bắt buộc phải điều tra xem ông này ở đâu. Thì lúc đó, một cái phái đoàn hỗn hợp, vừa bên an ninh và bên y khoa của bên Saudi Arabia, là cái quốc gia mà có cái tòa lãnh sự ở tại Istanbul đó đó, và một cái nữa là một cái phái đoàn cũng là về y khoa và về an ninh của nước Thổ Nhĩ Kỳ đó hỗn hợp lại đi vào cái tòa lãnh sự đó để điều tra. Thì ngay lúc đó đó thì tại thủ đô của Saudi Arabia đó là Riyadh đó, thì nhà chức trách họ nói là họ không biết đến cái chuyện này, hoàn toàn không biết, đây là cái chuyện cá nhân của ông đó. Ông đi vô ông ra là cái chuyện ông, tôi đâu có biết, tôi đâu có trách nhiệm đó. Nhưng mà khi cái phái đoàn nó đi vô, nó bắt đầu nó điều tra rồi thì nó phát giác hai điều. Điều thứ nhất là có một số phòng của trong cái tòa lãnh sự đó đã được sơn lại. Thứ hai nữa là có dấu vết của chất hóa chất nó dính vào tường. Và cái lúc đó đó thì là tòa lãnh sự, tôi xin lỗi, cái coi như nhà chức trách của Saudi Arabia vẫn lặng tiếng, vẫn nói nó không biết gì hết, không có hoàn toàn gì đó. Thì lúc này á, cái mặt trận tình báo tâm lý chiến bùng nổ. Thường thường quý vị có nghe nói là tình báo là đi lấy tin tức, nó khác an ninh. An ninh là bắt người này, bắt người kia, điều tra, su tra này kia, làm đủ mọi thứ chuyện. Tình báo chỉ có nhiều việc đi làm thế nào lấy tin tức thôi, và đem xử lý cái tin tức đó, ai muốn làm gì làm, giao cho cơ quan này hay là chứ đó, đó. Tình báo tâm lý chiến, tình báo bình thường, tình báo về quân sự hay là tình báo về chính trị, thì khi nào họ lấy được cái tin tức thì họ giấu rất là kỹ cái tin đó, không có tiết lộ đó, để mà họ sử dụng một cách nào cách nào đó, nhưng mà họ không tiết lộ. Nhưng mà tình báo tâm lý chiến nó khác. Khi mà lấy được cái tin mật nó sẽ bung lên báo chí. Tình báo cung cấp cho báo chí và báo chí đưa ra làm dư luận, áp buộc là cái chính phủ, chính quyền hay là cái đối tượng đó phải xuất hiện. Đó là tình báo tâm lý chiến. Thì mặt trận tình báo tâm lý chiến nó bước vào cái này đó, nó đánh một cái phát thứ nhất đó, tung ra một cái bức hình. Thứ hai là ông Samao này đó, ông đang đứng trước cái quầy tiếp tân của tòa lãnh sự, bên cạnh đó có 5-6 người đàn ông đứng kế bên đó. Cái chuyện bất thường, cái chuyện bất thường trong cái tòa lãnh sự là thường thường 1-2 người họ vô thôi. Đằng này 5-6 cái anh thanh niên này mặc mùi bầm trợn này là ở đâu vậy, là làm cái gì đây đó? Thì chính quyền của Saudi Arabia đó thì giải thích rằng là mấy người này đi du lịch. Cái giải thích này nó cũng chưa làm cho người ta thỏa mãn nữa đó. Cú thứ hai xảy ra đó là có cái tin đó, là cái toán đặc vụ mà đi để ám sát cái ông Jamal này á, đã qua cái tới cái chỗ cái tòa lãnh sự này đó cùng ngày đó, mà đi trên 2 chuyến máy bay là phi cơ riêng, đáp xuống một cái khách sạn gần đó vào lúc 5 giờ 05 sáng, và đi vào cái tòa lãnh sự đó vào buổi sáng hôm đó, và hình ảnh 15 người đó đã được lên trên báo chí. Tức là cái chuyện đó nó xảy ra gì rồi, nó lớn chuyện ra anh không? Lớn chuyện rồi. Tôi sẽ giải thích tại sao mà cái phản ứng của chính quyền Saudi Arabia nó bắt đầu nó sợ rồi. Thì lúc đó chính quyền Saudi Arabia mới cải chính cái tin lại, nói là cái ông Jama này ổng có đi vào đó. Và những cái người trong tòa lãnh sự này đó đã khuyến cáo ổng đã trở về nước Saudi Arabia để mà làm cái công chuyện gì đó. Ổng từ chối. Do đó là xảy ra một chuyện gọi là fist fight, đánh đấm với nhau, xô xát, và ông đó đã chết. Tức là đi từ cái chỗ mà nói không có một cái chuyện gì xảy ra, tòa lãnh sự không biết gì hết, đi tới cái bước thứ hai rằng là có giết, và giết ngay tòa lãnh sự. Tại sao? Cái câu hỏi, cái big question đó là tại sao chính quyền Syria lại tại thú nhận cái chuyện này? Tại sao lại thú nhận cái chuyện này? Tại vì trên cái phương diện tình báo đó,
khi mà anh chụp được cái tấm hình ở bên trong của tòa lãnh sự đó, mà ông Jamal này ông đang đứng trước cái quầy và xung quanh có những cái người đó, chứng tỏ cái bức hình này không phải là chụp do những cái camera từ bên ngoài mà chụp từ bên trong tòa lãnh sự, phải không anh? Và bên trong tòa lãnh sự tức là có nội tuyến rồi, mà nội tuyến cấp cao nó mới tung ra hình 15 tên này, nó tung lên hình này rồi, tức là chuyện nó bể rồi. Vì lý do đó Mà thú chính nhận quyền luôn. Syria phải chấp nhận cái đó. Khi mà chấp nhận cái chuyện đó ra thì báo chí là bắt đầu đánh tới tấp, nói là cái thủ phạm này á chính là cái ông có cái tên viết tắt á là MBS, tức là Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman tức là cái vụ đã xảy ra giữa hai ông Saudi Arabia. Một ông hiện bây giờ ông Mohammed bin Salman đó là coi như là thái tử, là được truyền ngôi kế vị, là vua cha, là ông King Salman. Khi nào chết đi thì ông này lên, nhưng mà thật sự cái ông MBS này ông là nắm thực quyền hết tại Saudi Arabia. Saudi Arabia là một quốc gia lớn nhất ở cái vùng Middle East và có cái sản lượng dầu hỏa đứng thứ nhì trên thế giới chỉ sau Hoa Kỳ thôi. Về cái sản lượng dầu hỏa đứng sau Hoa Kỳ, nhưng mà cái mức mà là xuất cảng trong cái nhóm OPEC á, thì Saudi Arabia đứng hàng số 1. Nó mạnh như vậy đó. Và Saudi Arabia là cái nước mua rất nhiều vũ khí của Hoa Kỳ, coi như một khách hàng rất là sộc. Bên cạnh đó là còn những cái dịch vụ làm ăn khác đó. Thì khi cái chuyện nó xảy ra tới như vậy đó, Tổng thống Donald Trump lên tiếng binh vực ông BMS, binh vực luôn cái ông Mohammed. Lần đầu xin lỗi, lần đầu tiên là ông Tổng thống lên án, nói là cái kẻ này cần phải trừng trị, cái từ ông xài là severe punishment, trừng trị hình Hình khắc. phạt nặng nề. Cái người nào mà gây cái vụ thảm sát này là phải trừng phạt nặng nề. Thì cái chuyện này nó đi tới tại sao cái ông Tổng thống của nước Hoa Kỳ ông lại liên quan tới cái vụ này? Vụ này nhìn kỹ là hai ông Saudi Arabia, phải không ạ? À? Một ông là chánh quyền bị lên án, là ông là hoàng hoàng thân đó, hoàng tử là Mohammed bin Salman. Còn bên kia là ông ký giả tên là Jamal. Ông ký giả này á, là từng là có một cái vai vế rất là quan trọng. Ông ở bên Saudi Arabia và ông coi như ông lưu vong qua bên Mỹ từ năm 2017, tức là mới đây một năm. Và ông trở về tòa lãnh sự của nước ông, nước quốc gia gốc của ông á, là Saudi Arabia, và ông bị giết ở tại trong cái tòa lãnh sự đó. Ông không phải là công dân Mỹ, ông chỉ là thường trú nhân, và ông bị giết không phải là trên đất Mỹ, ông bị giết trên cái tòa lãnh sự của Saudi Tại Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ. của Thổ Nhĩ Kỳ. Thì lý cớ gì đâu mà tổng thống can thiệp không? Cái chuyện đó là nó có một cái vấn đề gì, nó something wrong trong trong này, cái điều quê lắm ở trong cái này đó. Thì cái công việc nó đi tới cái chuyện đó đó, thì tôi cũng xin nhắc là mở dấu ngoặc chút xíu nói về cái nhân vật này. Cái ông Jamal này á, năm nay thì ông là 59, gần 60 tuổi rồi, tôi mình hết năm nay là ông 60 tuổi rồi. Ông này á, từng làm nó gọi là editor in chief, tức là tổng biên tập của nhiều cái tờ báo ở bên Saudi Arabia. Ông này không phải là nhà báo tầm thường. Ông này ông viết nhiều bài bình luận. Ông này lại còn thêm, nó có thời gian đó đó, trước nữa đó, ông có tham gia chính quyền và ông có cố vấn chính trị cho cái đời của chính quyền trước bên Saudi Arabia, và ông ấy cũng là cố vấn về an ninh tình báo cho cái triều đại trước nữa. Thì đây là một cái nhân vật tầm cỡ. Và sau này đó, ông này đó anh Nam, ông có cái là ông đối lập với lại cái ông hoàng thân MBS, tức là ông Mohammed, và ông phải lưu vong đó. Thì cái câu chuyện nó xảy ra tới đó đó, thì anh thấy là như vậy, là anh trong cái lúc mà anh theo dõi báo chí, anh thấy có cái gì nó lạ đây trong trong vấn đề anh Nam. Cái bệnh anh không biết tại sao mà họ lại tập trung vào cái việc mà phải giết cái nhân vật này À, và cái vấn đề này, trước khi đi vào cái điểm đó, tôi nói tới cái bước thứ ba. Cái bước thứ ba là sau khi chính quyền Saudi Arabia đó thú nhận là đã giết ông Jamal, ok, nhưng mà chính quyền Thư Ký là ông Tổng thống Erdogan đó, ông chưa có buồn, ông đánh tới cái
cái phát thứ ba nữa, cái phát này mới độc hại. Ông tung ra cho báo chí và một số quốc gia như Canada, Pháp một cái tài liệu. Và đối với Mỹ thì ông đưa cho ông ký giả tên là Nick Robertson của CNN một cái tài liệu. Đó là một phiên bản của một cái cuộn audio thâu âm sự vụ, cái chuyện gì nó xảy ra vào cái ngày 2 tây tháng 10. Cái chuyện gì xảy ra người ta không thấy, người ta chỉ nghe cái âm thanh, và cái âm thanh đó đã được phiên dịch ra thành ra cái đó. Thì tôi thở không được, nghẹt thở. Dạ, không phải nó đơn giản như vậy. Cái đầu tiên á, cái âm thanh được nghe được sau khi phiên dịch ra tiếng Mỹ đó, thì là tiếng nói của một ông tướng tên là Maret. Ông Maret á, ông nói với Jamal, à, ông đã trở về rồi đây phải không? Và ông Jamal đó là nạn nhân đó, có nói rằng là các ông không được làm cái chuyện này, chúng tôi còn có người đứng tới bên ngoài nữa. Đúng không ạ? Cái âm thanh đó nó tới đó, là sau đó có những cái tiếng động lộp cà lộp cộp trong cái phòng đó. Và sau đó đó nữa lại có một cái âm thanh có một người, và đó là một ông sau này được xác nhận là một ông bác sĩ chuyên về giảo nghiệm vấn đề những cái thân thể thi thể thì chết này kia kia nọ, là ông bác sĩ đó đó. Ông nói với mấy người xung quanh á, I know how to cut. I know how to cut. Tao biết cách nào tao cưa nó. Và tiếp nữa là ông mới nói với mấy người xung quanh đó, tụi mày đeo cái earphone vô để nghe nhạc, đừng nghe cái âm thanh. Và tiếng nói tiếng cười rồ rồ hải hùng như vậy á. Và cái tiếng la cuối cùng của Jamal là tao không thở được, tao không thở được. I can't breathe, I can't breathe. Tất cả những cái âm thanh đó nó là những cái bằng chứng là vô cùng khủng khiếp đối với cái chính quyền đó. Okay. Với chính quyền Serbia đó. Thì cái chuyện nó như vậy đó. Nhưng mà cái ông Erdogan đó là cái người đứng ra tố giác nguyên vụ này, đưa ra những cái tin tức, những cái hình ảnh này kia cái nọ. Lý do gì đó ông làm cái chuyện này mình sẽ nói tới sau đó. Nhưng mà ông chưa còn đánh, ông còn chưa cái đường lui. Ông nói tao còn một cuộn video chứ không phải là audio. Tao còn một cuộn video, mày liệu hồn. Tức là ông muốn làm cái gì mình không biết. Ông muốn blackmail hay là ông muốn làm cái gì Saudi Arabia, hay là làm cái gì đối với Mỹ không biết. Mình chưa biết, mình chưa lý giải tới cái chuyện đó để mình sau mình tới. Nhưng mà anh thấy cái chuyện nó trầm trọng như vậy đó. Thì phản ứng của Saudi Arabia làm thế nào? Saudi Arabia lập tức có biện pháp liền. Thứ nhất là phải là đuổi liền hai ông. Một ông tôi không nhớ tên lắm, tên là Al-Ankani đó. Cái ông đó là cố vấn chính trị của ông MBS, là ông coi như toàn quyền ông hoàng tử đó. Cái ông thứ hai là một ông tướng tên là Al-Asri, tướng nắm về an ninh và tình báo luôn. Hai cái nó khác nha, ông này vừa an ninh vừa tình báo luôn. An ninh là bắt bớ người làm đủ mọi chuyện, tình báo với lấy tin tức, ông này tướng vừa an ninh là sa thải ông đó. Và ông và cái ông ở cái gọi là coi như cái nhà cầm quyền của Serbia nói rằng là sẽ đem 21 người ra xử, và trong đó là sẽ 5 bản án tử hình dành cho một trong những 5 người đó trong cái nhóm mà coi nhóm đặc vụ đi giết người ở bên bên Istanbul đó. Anh thấy là cái chuyện nó như vậy đó. Cái vấn đề mình đặt ra như thế này là năm chính quyền Saudi Arabia nó biết là tất cả cái kế hoạch nó bể rồi, đã bị theo dõi từ đầu tới đuôi rồi. Ai làm cái này thực thi? Tại vì cái tòa lãnh sự nằm trên đất Istanbul, trên đất Turkey, và họ đã gài cái listening device, tức là những cái máy nghe lén ở trong đó hay không. Và giờ anh biết là những cái máy nghe lén bây giờ nó chỉ là cái credit card nó nhỏ, nó dẹp như vậy đó, nó in vô tường cùng một màu với tường, anh không thấy. Không phải là cái máy mà nghe này kia cái nó chỉ mỏng và nó nhẹ, nó như là cái thẻ credit card. Cái đó nó liên quan với cái vụ mà anh nhớ năm ngoái là anh sinh viên ô tô Weber đó, ở bên Bắc Hàn đó. Thì Bắc Hàn tố cáo anh này đã đi vào một cái khách sạn và ăn cắp cái bức tranh, nhưng mà thực sự không phải như vậy. Ăn cắp bức tranh là làm cái gì mà đem cái đó. Thì Bắc Hàn đã tiết lộ ông này tính muốn dán cái gì đó lên cái máy nghe lén, cái gì đó, cái chuyện nó của bên cái không đồng tình báo mình không biết nữa đó. Nhưng đại khái cái nguồn tin bên lề nói là có cái những cái chuyện đó, thành ra nó bắt nó xử cái ông đó. Và sau khi nó trả cái anh sinh viên đó về thì anh điên loạn, anh khùng điên điên, mà sau đó anh chết. Cái tạm pháp. Thì trở lại cái vấn đề đấy, khi mà cái chuyện đó nó xảy ra như vậy, nó xử lý hai người đó, thì trên mặt chính thức
trên cái mặt báo chí đó, đó là ông này là xử tội cái ông gọi là phụ tá về an ninh, phụ tá về chính trị, và cái ông kia là ông tướng về tình báo. Nhưng thật sự không phải vậy. Ông hoàng thân Mohammed bin Salman này đó, ông ghi hai ông này là tiết lộ tin tức. Còn mấy ông kia là hứa đem ra tòa nhưng mà chưa đem ra, phải không anh? Còn có này kia kia nọ, rồi còn làm hồ sơ, rồi còn lý giải đủ thứ chuyện đó. Hai ông này cách chức liền. Cái đó là chứng tỏ rằng là ông hoàng thân này ông nhột mà. Không biết là cái người mà phản bội ngay từ đầu là sát bên ổng này nè, mới cung cấp đầy đủ hết những cái hình ảnh. Và trước đó cái chuyện này xảy ra thì mình cũng mở cho ngoặc mình trở lại chút xíu đó, là trước khi mà xảy ra cái vụ này đó, thì ông Samao đó được cái ông gọi là ambassador, gọi là đại sứ, ông đại sứ của Saudi Arabia tại Hoa Kỳ đó, gọi cú điện thoại nói là anh đi đến cái tòa lãnh sự ở Istanbul, anh làm cái giấy tờ mà anh đang mong muốn làm, đó là giấy tờ hộ tịch, để anh lấy cái bà Janice, là cái bà người Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì anh vẫn còn là quốc tịch của Saudi Arabia, anh nên trở về đó, anh chuẩn bị hết cái giấy tờ. Và ông này, ông Jamal, ông đã đánh hơi cái đó, ông tiết lộ với bà Janice, ông nói ông có một cái gì không được an tâm lắm. Và cho đến ngày 24 tháng 10 đó, khi ông bước vô tòa lãnh sự ở bên Istanbul đó vào lúc 13 giờ 14 phút, tức là lúc 1 giờ 14 phút, thì ông đã trao cho bà Janice hai cái điện thoại. Ông nói là nếu mà tôi không có trở ra đó thì phải gọi liền cái giới chức này của Thổ Nhĩ Kỳ báo liền. Và ông trao hai cái điện thoại và hình ảnh đó, không biết ai chụp cái hình đó mà đưa lên báo chí. Bà Janice mặt mũi lo lắng đứng với hai người đàn bà khác cầm cái điện thoại lo lắng, và bà ấy đợi từ lúc 1 giờ trưa cho tới 11 giờ đêm, ông này không ra bà mới đi báo. Tức ông này ông linh tính là có cái chuyện gì xảy ra rồi, mà ông này dân cũng là có nghề, phải không anh? Trước khi đi trao hai cái điện thoại đó, còn bà này thì bà cái đất nào bà đợi tới 11 giờ. Và sau đó có những cái hình ảnh khác nữa họ tung ra đó, là trong tòa lãnh sự đó có một người ăn mặc giống như ông Jamal này bước ra, thì nó ngụy trang, nó giả ông Jamal để bước ra, nhưng mà họ theo dõi nó không phải là thằng giả rồi. Họ thấy cái mặt trận tình báo nó chơi dễ sợ như vậy đó. Và khi đó là có hai ba cái xe đó nó chụp đu cái lúc mà khoảng 1 giờ trưa đó, những cái nhóm mà đặc vụ nó tới bằng ba chiếc xe của tòa lãnh sự đó, nó khi mà nó tới tòa lãnh sự, cái việc đầu tiên nó lao lên tháo gỡ hết mấy cái camera, surveillance camera, lấy hết, tức là không cho ai chụp hình. Nhưng mà tại sao ai lại chụp từ trong ra ngoài? Và cái chuyện lạ nữa là cú phone của cái ông ambassador, là ông đại sứ đó, tên là Khalid đó, ông Khalid là anh của cái ông hoàng tử này, mà ông gọi cho ông kia và bị nghe lén, bị lấy đó. Thì em biết là trong cái thời đại bây giờ đó, là cái cơ quan NSA đó, là cũng cơ quan mà chuyên môn đó nghe đó. Cái ông vừa rồi là ngày hôm qua hôm kia đem xử ông tướng đó. Đó, thì ông tướng đó cũng về là cái câu chuyện vẻ ly kỳ và bí ẩn. Dạ. Bây giờ có những thắc mắc, có lẽ một số quý vị theo dõi cũng quý vị biết, có một số quý vị thì chưa, thì tại sao mà Ả Rập Xê Út đã quyết liệt phải giết cái nhân vật này, như ký giả này? Thứ hai đó, cái vụ này có phải là nội bộ của Ả Rập Xê Út có những xung đột, đánh đấm nhau để dẫn đến cái nhân vật mà đã triệt tiêu nhau qua cái vụ giết này? Cái thứ ba nữa là cái vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong vấn đề này. Vấn đề thứ tư là Mỹ phản ứng như thế nào? Nhiều vấn đề phức tạp quá, cái chuyện rất là ly kỳ và bí ẩn. Mời anh tiếp tục anh. Dạ vâng, anh Nam cho tôi những cái câu hỏi thật sự nó hơi quá mức. Tôi cũng xin thưa với anh Nam với tất cả quý vị là đây là cái buổi phiếm luận thôi. Cái vấn đề mà đi sâu vào chính trị thì như anh Nam và quý vị biết đó, nó có hai cái bao giờ mình cũng phải nhớ. Chính trị nó có hai cái, thứ nhất là ẩn số rất là nhiều, thứ hai là biến số cũng rất nhiều. Những cái này hôm nay ngày mai nó khác rồi, phải không anh? Mà có những cái mình thấy như vậy nhưng mà nó đứng sau lưng nó khác, ẩn số với biến số nó tùm lum đó, thành ra không thể nói là cái gì đó. Đây là xin được coi như cái buổi phiếm luận, thì tôi cố gắng tôi trình bày theo cái góc độ rất là hạn hẹp nha anh, chứ không phải không dám nói là bình luận gia hay là gì đó.
Thì cái điểm thứ nhất á, cái câu hỏi khi mà tôi theo dõi cái này á, tôi chỉ là người theo dõi thôi, chứ không phải là làm cái gì dính dáng gì làm chính trị, chỉ thích là theo dõi, tôi coi như cái hobby thôi. Thì cái nhất á, đặt cái vấn đề là tại sao ông Hoàng Thân Surya Gia này ông tìm đúng một cách, ông truy sát cái ông này. Cái vụ này làm nhớ tới cái vụ Kim Jong Nam bị giết năm 2017. Cái vụ này làm nhớ tới cái vụ ở Berlin đó, khi mà ông tướng Đường Minh Hưng ông qua bên bển mà bắt cho được cái ông Trịnh Xuân Thanh. Không à, đó là cái vụ đó ly kỳ. Tại sao là có những cái nhóm đặc vụ hải ngoại họ tung người ra, họ làm những cái chuyện đi ngược lại công pháp quốc tế, nó gây tổn hại tới cái vấn đề là giữa cái tương quan và cái liên hệ ngoại giao nước này nước kia, nó tác động tới vấn đề mà viện trợ là mọi thứ chuyện đó, tại sao? Thì cái chuyện này á, mình đi giải, thứ nhất là mình cố gắng mình nói thế này là, như tôi vừa trình bày với anh Nam với tất cả quý vị đó, cái ông Jamal này không phải là nhà báo tầm thường, ông này là một tay có trình độ. Mà ông này đã từng là cố vấn chính trị cho mấy cái đời hoàng gia bên Saudi trước, và ông này đã từng làm cố vấn về an ninh tình báo nữa, thứ dữ đó. Và ông này đó đã, ông đã viết bài rất nhiều, ông chống là cái ông Hoàng Thân này. Mà cái ông Hoàng Thân này ông làm cái gì mà để ông này ông chống lại? Thì theo một số người ấy đó, và cũng một cái nhìn đó, cái ông Hoàng Thân Mohammed bin Salman này, ông ghi ông này làm tình báo cho vị, đem hết những cái tin tức, những cái gì ông biết về nước Saudi Arabia đem ra ngoài. Và ông này đã lập một cái đảng đối lập, chính trở về làm cái chuyện chính trị gì đó với Saudi Arabia. Thì đối với Hoàng Thân này, cái ông Hoàng Thân mà gọi là ông toàn quyền này đó, ông thái tử toàn quyền này còn 33 tuổi, rất là trẻ, mặt mũi coi dữ dằn hơn cái ông Jamal nhiều. Jamal là mặt tròn trịa, hiền từ, mặt như là một ông nhà giáo vậy đó, chứ không phải là một nhà làm chính trị. Còn cái ông Hoàng Thân kia thì râu rộm này kia, là da đen mà tướng tá coi như là phong độ mà coi dữ lắm, 33 tuổi, ông này 69 tuổi. Nó khác biệt như vậy đó, mà ông là phải giết cho được Jamal. Tại vì ông Jamal, hai cái lý do, ông biết nhiều quá, và ông đi ra ngoài. Ổng đã đi qua bên Ăn Lê năm 2017 và ổng đã trở qua Hoa Kỳ. Ổng viết báo cho tờ Washington Post. Thì có thể dưới con mắt của bên ông Hoàng Thân Mohammed bin Salman này, ông này có thể hợp tác với lại chính quyền Hoa Kỳ và tiết lộ những cái bí mật như cái này này kia. Thì ông Hoàng Thân này, ổng đang có một cái chương trình rất là lớn. Thì ổng làm cái gì? Thì muốn làm cái gì đâu, mình phải nhớ tới cái lời của ông thượng nghị sĩ Hoa Kỳ á, ông Lindsey Graham. Ông Lindsey Graham là sau cái vụ này xảy ra đó, ông nói một cái chữ rất là ấn tượng. Ông nói là the smoking saw, cái lưỡi cưa mà nó cưa bốc khói lên. Thường thường trong cái phim cowboy của Mỹ á, thì nó là smoking gun, khẩu súng bốc khói. Bắn lộn ở trong cái saloon, cái bar này kia cái đó, là ông sheriff ông tới là thì dựng đầu tiên đó, tụi bay đứng yên hết á. Ok, ông tới ông khám súng, móc súng của thằng nào ông hửi có mùi khói, thằng đấy vô tục, thằng nó mới vừa bắn. Thì bây giờ cái smoke so, và ông nói một cái câu mà rất là ấn tượng. Ông nói cái Saudi Arabia này á không phải là một cái asset mà là một cái liability. Nói theo diện kế toán đó, đây không phải là một cái tích sản mà đây là cái tiêu sản. Tích sản là những cái gì mình gom vô hết, positive, tài tiêu sản mà nợ. Nợ. Anh này hồi xưa là đồng minh chiến lược, đã cái này thế nè, nhưng mà bây giờ đã trở thành một cái nợ, một cái trouble. Lý do? Thì thứ nhất đó, cái dư luận đây chứ không phải là ông Lindsey Graham nói, cái dư luận đó, bắn lên cái tin tức là cái anh này đó, cái anh Saudi Arabia giả đang đi trên cái bước chân của Saddam Hussein. Tức là anh không biết cái limit, cái giới hạn của quyền lực anh là như thế nào. Anh đã bắt đầu anh làm quá, và trong quá đó anh đã quanh tạc luôn các nước, cái bên Syria, bên Yemen. Tức là ông Saudi Arabia là cái nước, quý vị mà cứ nhìn vào trong bản đồ thấy cái nước Syria là cái nước lớn nhất, mà nó nằm sát cạnh
là cái Red Sea, là cái bờ biển, là đi lên trên tới cái hải cảng mà đi qua bên Âu Châu. Thì những cái vấn đề mà Trung Đông đó, vấn đề dầu hỏa đó, nó có hai yếu tố. Thứ nhất là cái trữ lượng dầu hỏa, cái thứ hai là cái đường tiếp vận đưa cái dầu hỏa nó đi ra. Và cái nước nào mà nó chốt ngoài bờ biển á, nó có cái ưu thế lắm, nó chặn ngay chỗ đó là cái dầu hỏa anh sản xuất bao nhiêu chỉ có nước cho lạc đà uống thôi, nếu mà không đem ra đường nước ngoài, phải không ạ? Do đó cái vị trí chiến lược nó giống như Việt Nam nằm sát cái bờ biển Đông, bên anh Lào mà có sản xuất cái gì mà đi bán ra cũng phải qua đường chính Nam Lào mà đổ ra mới đi ra biển được, nó bị lock in ở trong rồi. Thì ngay trong Iraq á, là cái nước nó kẹt, nó sản xuất dầu hỏa nhưng mà nó không được thoát, nó đi về cái hướng Nam thì nó đi qua cái vịnh Ba Tư đó, đi xuống đó thì được, nó sản xuất qua Âu Châu được, nhưng mà đi qua Âu Châu á nó bị block bởi mấy cái nước Jordan này kia, rồi trong đó có Syria nó nằm cái chấn, do đó thằng Syria trouble là như vậy. Anh mà đi cái pipeline, cái đường ống dẫn mà nó chặn đó là anh giống như bị bóp cổ rồi. Anh bị bóp cổ đó. Do đó cái chiến lược dầu hỏa nó nguy hiểm, không phải là anh lấy cái dầu hỏa người ta, nhưng mà anh sẵn cái dầu hỏa của anh khai thác rồi đó, anh chở đi đâu, anh chở qua cái đường nào, nó cứ nghẹn nó chặn rồi. Chiến tranh Việt Nam cái đường mòn Hồ Chí Minh, cái chỗ đó là cái chỗ sinh tử, cái hải cảng Sihanoukville là cái chỗ sinh tử đó, anh bóp không được nó là anh nguy, phải không ạ? Bây giờ trở lại cái vấn đề này, thì cái ông Saudi Arabia này ông bắt đầu ông có những cái nó cũng hơi là lạ đó, là cái ông hoàng thân BMS này đó, ông Mohammed này đó, ông lại có cái chương trình cải tổ rất là hay nè, cải tổ rất là hay. Ngay tại bây giờ mới nhất trong tuần lễ này hôm nay đó, là cho phép phái nam phái nữ đi vào tiệm McDonald's bằng một cửa. Hồi trước á, đàn ông đi riêng, đàn bà đi riêng. Đi vô ăn McDonald's cũng vậy đó. Đi vô rạ phát, đàn ông ngồi riêng một bên, đàn bà ngồi riêng giùm tôi cái. Khắc khe đó, bây giờ ông này ông cải tổ lên, ông mở rộng lắm. Và chương trình này như vậy đó, có một cái đó là cái then chốt mà theo cá nhân tôi rất là quan tâm tới, là ông hoàng thân này ông đang có cái chương trình thí nghiệm về năng lượng nguyên tử, mà người ta không muốn cái đó, người ta không muốn ông cái đó. Và ông này á lại thiết lập một cái nhà máy với là Trung Cộng để mua cái loại là máy bay drone. Đó. Tức là đối với một số người nào đó thì họ nghĩ là anh này là một mặt hai lòng rồi. Muốn thoát khỏi cái vòng ảnh hưởng đó thì giờ phải triệt ảnh liền. Mà muốn triệt ảnh thì dùng cái tay thực kỳ, anh Thổ Nhĩ Kỳ đứng ra tố giác. Thì thưa các anh Nam, tất cả đây là một cái giả thuyết mình nói thôi, chứ chưa biết là nó đúng thật như thế nào. Cái đó là người ta gọi là conspiracy theory. Dạ, và nó như vậy thôi. Thuyết âm mưu. Thuyết âm mưu, conspiracy, là thuyết âm mưu. Nó có đi, bởi vì đó khi mà ông thượng nghị sĩ này đó, thượng nghị sĩ Lindsey Graham, ông lên án, ông vận động được tất cả cái coi là cái số 60 thượng nghị sĩ, là cái số mà require ít nhất là phải 60 thượng nghị sĩ mới đưa ra được cái resolution, là một cái nghị quyết. Cái nghị quyết đó phải đưa ra thượng viện để biểu quyết, nhưng ít nhất là có 60 thượng nghị sĩ, trong đó 11 ông thượng nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa, còn mấy ông kia là thuộc đảng Dân chủ. Ông hội đủ 60 cái ông đưa ra cái nghị quyết đó. Cái nghị quyết đó là nghị quyết thứ nhất đó, là nói là chỉ mặt ngay Mohammed bin Salman là thủ phạm trong vụ thảm sát cái vụ ngày ở Istanbul. Cái thứ hai nữa là Hoa Kỳ ngưng hết mọi viện trợ cho cái phe của Saudi Arabia đang tác chiến, đang đánh nhau với bên Yemen. Anh thấy đó. Thì cái nghị quyết đó sẽ đưa ra và ông Tổng thống Trump đã ông nói ông sẽ dùng cái quyền veto là coi như là phủ quyết cuối cùng, chuyện nó không biết như thế nào. Thì anh thấy là cái vai trò của ông Saudi Arabia, vai trò của Hoa Kỳ xuyên qua đó thì nó thấy một cái sự rạn nứt ở bên ngoài. Anh thấy rạn nứt, ông Trump lúc đầu đó thì ông đòi là xử tội rất nặng những người mà gây cái vụ thảm sát ở trong cái tòa lãnh sự. Sau đó đó ông Trump thì ông lại nói khác, ông nói Saudi Arabia là một khách hàng sọc của mình, một năm mua 400 tỷ đô la về vũ khí.
Saudi Arabia là cái nước giúp cho Hoa Kỳ để khống chế cái thằng Iran, không thể mất cái đồng minh này được. Đó là cái lập luận của ông Tổng thống đó. Trong khi ông Graham Lindsay và bên bà Gina Hospel là bên CIA đó, thì bà Gina bà nói là theo cái sự mà sưu tra, điều tra và tìm hiểu của cơ quan CIA đó, thì chính Mohammed bin Salman là thủ phạm giết, chứ không phải ai hết đó. Tức là hai cái nguồn dư luận trái chiều. Lý do chưa lý giải được, nhưng mình có thể mình nói chính sách cây gậy và củ cà rốt. Đã không anh? Bên đây là đưa cây gậy, mày coi chừng, mày coi chừng á, mày để cái kia nó. Bên đây đưa củ cà rốt. Đó là cái thường mình thấy đó, thì mình cũng chỉ nói tới đó thôi. Thì bây giờ cái vấn đề đó thì phản ứng của bên Saudi Arabia là như thế nào? Saudi Arabia phản ứng rất là mạnh. Thứ nhất á, nói là các ông không được quyền can thiệp cái chuyện nội bộ của nước Saudi Arabia. Okay. Chúng tôi đó đang chuẩn bị một cái chương trình mua sắm vũ khí của các nước khác, không phải là chỉ của Trung Cộng và của Russia không, mà mua của Pháp, của Anh, của tất cả để trong cái system hệ thống của vũ khí Tây Phương. Là điểm thứ nhất, chúng tôi sẽ tiến hành 579 cái project, là cái dự án về cải tổ về kinh tế này kia, trong đó đó có sự viện trợ của China. Và chúng tôi có thể nâng cái giá dầu thô từ 40 đô la một barrel lên tới mức 100 và có thể 200, và các anh sẽ chết ngắt. Các anh sẽ chết hâm tới như vậy đó. Tức là cái tình hình nó vô cùng căng thẳng đó. Nó căng thẳng lắm đó. Cũng chưa biết tới đâu. Còn mấy ngày nữa là qua sang năm, thành ra cái chuyện này nó sẽ có chuyện đi tới sang năm. Thì bây giờ cái tình hình cuối cùng đến giờ này như thế nào anh? Cái tình hình này, cuối cùng bây giờ thì tôi nghĩ là bây giờ dư luận nó hơi lệch qua chút xíu sau khi ông Tổng thống Donald Trump ông tuyên bố rút quân ra khỏi Syria. Cái này nó cũng là tác động tới đó. Tại vì đó, cái anh Turkey đó là cái anh mà đứng ra coi như là người đứng ra tố giác cái vụ này, đưa ra những cái hình ảnh, đưa những cái này kia nọ, đủ thứ chuyện đó. Và Turkey muốn làm lớn chuyện là đòi phải đưa Saudi Arabia và cái ông hoàng thân MBS này ra tòa án quốc tế nữa, chứ không phải ngưng tại đây. Ông muốn cái gì? Và cái ông Turkey này nè, ông Tổng thống Erdogan này, cái mối quan tâm lo lắng nhất của ông á, là cái phe võ trang người Kurd ở miền Bắc của Turkey. Và cái phe này đó là cái phe này đang đánh nhau với lại là cái phe ở bên Syria. Ok, và được Mỹ ủng hộ. Thì ông muốn giảm bớt cái áp lực của người Kurd. Ông muốn ngưng không có giúp người Kurd đánh nhau ở Syria nữa, để làm cho cái lực lượng Kurd này nó yếu đi. Và bây giờ ông Trump ông đang làm cái chuyện họ muốn. Ông Trump rút luôn. Cách đây mấy tháng đã có một cái sự gọi là căng thẳng giữa ông Tổng thống Trump và ông tướng Mattis. Ông tướng Mattis ông nói rằng Tổng thống không thể nào bảo tôi được phải rút luôn một lữ đoàn của Hoa Kỳ ở tại Syria ra được. Tại vì Tổng thống vừa nói chỉ thị cho tôi và tôi đã tuyên bố trước quốc tế là Hoa Kỳ không rút quân khỏi Syria. Vừa nói xong bây giờ lại kêu tôi là tuyên bố là rút ra. Mà về cái phương diện kỹ thuật quân sự, xin lỗi Tổng thống không biết gì, làm sao mà rút được liền như vậy đó. Phải có chuẩn bị rút, có lớp lan cho mình quay lưng mình chạy lên. Nó bắn từ sau lưng là không còn một thằng nào mà về đó. Đâu có phải được cái chuyện dễ dàng gì. Anh tiến quân, anh lùi quân, anh phải có chuẩn bị, anh phải đưa những cái toán tiền sát tới nó đi trước, rồi lúc luôn phải có toán trận hậu này kia, rồi những cái phi cơ, phương tiện này kia, những cái kho tàng, những cái vật liệu, rồi truyền tin này kia. Mình phải có cái kế hoạch ra, rồi mình phải chuyển giao lại cho cái lực lượng địa phương. Ông chứ đâu có phải ông nói chuyện mà rút là kêu tôi rút liền được. Mà ông Mattis ông nói cũng hơi nặng chút xíu. Ông nói là Tổng thống có cái trình độ quân sự của ông anh high school. Đó. Một cái chuyện đó nó làm căng thẳng đó. Thì như anh biết là quý vị và thế, ông Mattis là một cái biểu tượng không biết nói như thế nào mà nói. Ông ấy ở đây thì sách vở nói ông là có cái bí danh là chó điên. Chó điên. Nhưng thực ra anh nhìn thấy hình ổng không? Rất là nghiêm nghị, rất là nghiêm trang.
không có cái vẻ gì, nói xin lỗi, có nhiều ông tướng cái mặt nhìn thấy hung khí nó hiện lên đó. Anh nhìn thấy cái mặt ông tướng là cái tên này là cái tên dễ dàng, mặt hung khí, mặt sát nhân nó lộ lên cái từ nét mặt này kia kia nọ đó. Một người đó tôi nói là như là cái ông Hitler đó, hung khí nó hiện lên mặt. Saddam Hussein lấy cái mặt có hung khí nó dễ sợ. Còn ông này là giống như là người cha già, ông hiền lành, từ tốn, nghiêm trang, nhưng mà trong đó cái oai vệ không thể nào tránh được. Mình nhìn thấy cái hình ảnh đi phải đi vượt ra những cái hàng binh đó. Cái ông Tập Cận Bình là tướng, gọi là cái tướng sư tử này kia, mà đi kế ông này, ông không có mặc phục, không có lon lá, không có gì, đi dục tướng ông đi nó oai vệ, nó vẫn là oai vệ. Cái chất nhà binh nó bộc lộ hẳn trong cái con người, dù ông mặc cái đồ vest thường thôi, một đồ vest màu thông thường thôi, nhưng cái dáng đi ông, cái nét mặt của ông, anh nhìn thấy là anh biết là như thế nào. Tướng này là cái biểu tượng của nước Mỹ. Và trong cái thơ mà cuối cùng gọi là ông từ chức đó, thì quý vị đã thấy là ông nói cái vấn đề chiến lược rất là sâu sắc. Mỹ không thể nào muốn là một đại cường quốc, muốn là một đại gia, là muốn lãnh đạo thế giới, hay là muốn nước vĩ đại mà không có bạn bè, không có đồng minh, không có anh em. Cái chuyện đó mà ông nói, cái chuyện đó đi ngược cái value, cái giá trị của nước Mỹ nữa. Nước Mỹ là phải tôn trọng nhân quyền, tôn trọng hiến pháp, nước Mỹ là phải có lòng nhân ái, nước Mỹ là phải có bao dung tất cả. Cho nên bây giờ ông đi ngược lại hết. À sao? Và ông Matisse là ông sắp sửa ông đi. Thì trong cái bài nói chuyện của mình cách đây mấy tháng có nói là ngũ hổ binh, ngũ hổ tướng đó, ngũ hổ mình đó. Giờ rụng gần hết rồi. Dạ đúng hết, đúng hoàn toàn hết. Ông thứ nhất là ông tướng McMaster. Cái ông tướng thiết giáp này á, là ông có một cái là ông đi ngược cái lý thuyết hồi xưa mình nói là quân đội không có làm chính trị. Hồi xưa mình nghe nói Việt Nam quân đội là nói gì làm đó, ông tướng này nó không. Quân đội chỉ tuân hành cái cấp trên của anh, cấp chỉ huy đó. Nhưng mà những người ở trong quân đội đó là người chỉ huy ở chiến trường, nó cần phải báo cáo về cái Pentagon, là tức là bộ chỉ huy kia, cái thực tế đó đang xảy, cái gì nó đang xảy ra tại chiến trường. Anh phải đủ can đảm ta nói cái chuyện đó. Và ông chỉ mặc ông nói các tướng lãnh trong chiến tranh Việt Nam đã sợ cái ông, mấy cái ông quân sự, mấy ông dân sự, nói thẳng là sợ ông McNamara, sợ ông Kabarov, không dám nói hết những cái thực tế trên chiến trường. Do đó là nước Mỹ lãnh coi là cái hậu quả. Và cái tư tưởng đó của ông Master, ông viết từ sách và được dạy trong trường võ viện West Point, tức là quân đội Mỹ bảo vệ tổng thống, bảo vệ quốc gia, bảo vệ hướng pháp và bảo vệ luôn sự thật. Ghê như vậy đó, ông Master đó. Và ông Master là ông làm, ông nói lắm đầu đụng liền với ông tổng thống liền, ông dám nói. Không phải là mấy ông tướng là mình nói xin lỗi là trên bờ dưới đạp, hay là cứ gặp sếp là cái ông Master dám nói, ông đó đi trước. Cái ông thứ gì là ông John Kelly. Ông John Kelly là cũng là tướng thiêu ngân lục chiến, có mấy đứa con cũng chết, tận hai đứa con trai đều chết tận hết. Ông John Kelly này cũng sắp sửa ra đi, đã từ chức rồi, sắp sửa ra đi mà chưa có người thay thế. Ông thứ ba này là cái ông là coi như đứng đầu là biểu tượng của quân đội Hoa Kỳ, ông Matisse. Người ta gọi là ông là chó điên, nhưng mà tự ra ông này là rất là bình tĩnh. Và ông tổng thống có vẻ ngán ông này nhất. Qua những cái hình ảnh thấy là khi mà nói chuyện là có cái thái độ là ứng cái ông Matisse lắm. Cái ông thứ tư á là ông đô đốc Harry Harris, tư lệnh của Pacificcom, tức là mặt trận Thái Bình Dương đó. Pacificcom bây giờ đổi là India Pacificcom, tức là bao gồm luôn cả khu vực Ấn Độ Dương luôn, chứ không phải là Thái Bình Dương. Ông đó bây giờ đi qua hình như làm tư lệnh của quân đội Hoa Kỳ ở tại Nam Hàn hay gì đó, xuống đại sứ, đại tướng, đại sứ. Vâng, đại sứ. Thì ông đó đó. Thì mấy cái lần nói chuyện trước đó, tôi thích nhất cái câu của ông đó đó. Ông là tướng, ông là đô đốc hải quân, không à, ông là hải quân. Thì ông nói câu, ông nói là hải quân thì hay nói chữ ship là cái tàu. Thì ông nói muốn làm chuyện lớn á thì phải có ba cái ship, ba cái tàu. Mình tưởng tàu gì vậy đó,
Ông này ông nói là ba cái tàu gì tuần dương hạm hay là khu trục hạm hay gì, ông nói không, ba cái ship của tôi là thứ nhất là friendship, anh phải có bạn bè, anh không có bạn bè anh đừng nghĩ tới chuyện lớn. Đó là giống giống như ông Lưu Bị, ông Quang Công thì kết nghĩa Vương Đào. À, thứ cái ship thứ nhì của ông không phải là cái tàu gì, thứ gì là partnership, anh phải có người hợp tác với anh, không phần phải là anh em, không phải gì, nhưng phải cái người hợp tác từng giai đoạn, từng này kia cái nọ là partnership. Thứ ba anh phải có cái leadership, anh phải có cái lãnh đạo, lúc đó anh mới nói chuyện được làm nữa. Bây giờ mình thử nghĩ là cái tình hình này á, không có friendship, không có partnership, mà không có leadership thì làm sao mà làm được cái nước Mỹ vĩ đại được? Ông có ông cũng cũng bây giờ cũng Nha. Harris bây giờ không còn lập nữa. Ông Harris thì tôi không có theo dõi lắm, về như ông là đại sứ ở bên Đại Hàn hay là Đúng bên rồi. Hồng Bổ gì đó. Mà thì mình trở lại cái câu chuyện là đây là cái câu chuyện nói về tình báo, đúng không? Nhưng mà tình báo nó ảnh hưởng với chính trị. Tình báo đó thì cái mình vừa nói qua đó là cái đây là họ khai triển một cái mặt trận rất là mạnh là tình báo tâm lý chiến. Mặt trận tình báo tâm lý chiến vô cùng nguy hiểm. Những cái tin tức mà của những cái báo chí CNN này kia cái đó ở đâu nó có. Anh tình báo đưa cho nó. Phải không anh à? Anh làm sao anh biết được? Mình có cái reporter nó đi nó tìm hiểu này kia cái đó, nhất là trong cái thời đại này. Cái thời đại nó gọi là OSINT. SINT, OSO là Open, S là Source. Tức là cái nguồn công khai, Int là Intelligence, tức là tình báo công khai. Tức là cái gì anh à? Hồi xưa mình nói tới ông tình báo là ông đi lén lén, ông chụp hình rồi ông xâm nhập rồi ông gài người trèo cao lặn sâu rồi xâm nhập vô rồi đi ăn cắp tài liệu đó, cái chuyện đó xưa rồi. Bây giờ OSINT đó là Open Source, anh làm tình đó tình báo bằng anh khai thác những cái tin tức nó mở rộng, tất cả nó nổi trên hết trên YouTube, không? Trên Ông điện chị thoại, trên báo chí, trên này kia kia nọ, anh chỉ theo dõi đó. Anh chỉ theo dõi và anh làm tình báo bằng cách đó. Thì trong cái vụ mình vừa rồi là cái vụ mà Istanbul 210 đó, thì bên tình báo họ áp dụng cái kỹ thuật gọi là connect the dot, tức là nối 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 những cái chấm, nối kết những dấu chấm thành ra nối bức cái tranh. dấu chấm, và nó nối kết cái dấu chấm và nó nhìn thấy là thủ phạm ai. Từ cái cú điện thoại của ông anh của cái ông hoàng tử Khaled Mohammed đó, ông Khalid đó, gọi cho cái ông nạn nhân là Jamal Khashoggi. đó, cho tới cái lời nói chuyện của ông Jamal mà gọi cho cái bà Sanis nói là tao cảm thấy không được yên tâm lắm. Và từ cái hình ảnh của cái ông Jamal này bước vô trong tòa lãnh sự, và cái hình ảnh đang đứng trong tòa lãnh sự và có 5 7 6 thanh niên lạ mặt đứng xung quanh đó, từ cái hình ảnh đó là 2 3 cái xe màu đen của consulate, tức là lãnh sự đi vào đó, hình ảnh của những cái người gọi là những toán đặc vụ đó, từ những cái tiếng kêu tiếng la trong buôn mà nó ráp lại hết. Thành ra chính quyền Syria không chối được phải nhận, không chối được phải nhận tội. Đó là trường hợp của ông tướng Michael Flynn. Ông tướng Michael Flynn, ông thấy là một ông từng là nắm là giám đốc cơ quan DIA, là Defense Intelligence Agency, tức là cơ quan quân tình báo quốc phòng, nó còn cao hơn là phòng gì tổng tham mưu nữa, nó là tình báo của bộ quốc phòng, nó coi hết cái phương diện tình báo quân sự của các nước này này nọ đó. Và ông này bây giờ là coi nạn nhân của FBI vì cái tội của ông. Anh nhớ lúc trước đó, thì ông tổng thống này sa thải ông Michael Flynn vì cái tội nói dối với lại ông phó tổng thống. Cái đó là nói không đúng, nói dối tổng thống không đến cái nội cái tội đó. Bây giờ thì cái tội nó rất rõ ràng, nói dối với FBI, this is a crime, đây là cái tội hình sự, anh nói dối FBI. Chứ hồi trưa là nói là sa thải cái ông Michael Flynn tại vì ông Michael Flynn nói dối với ông Pence, Phó tổng thống. phó tổng thống. Mà chuyện mà trong cái nội các mà không có nói hết thì kia cái nó cũng đâu có chuyện gì là big story đâu anh. Như nào. Nhưng bây giờ thì bây giờ người ta mới biết là cái chuyện ông này nói dối với FBI. Và FBI không phải là cơ quan điều tra,
đây là cơ quan an ninh. Nó truy tố anh là FBI truy tố chứ không phải là CIA. CIA không có truy tố ai đó. DIA cũng không truy tố ai đó. Cái cơ quan nguy hiểm nhất bây giờ là NSA, nó chuyên môn nghe lén từ cái điện đàm anh, từ cái cú điện thoại gì tới cái mà người ta nói là anh nói chuyện điện thoại, mà những cái chuyện mà nó gọi là nhạy cảm đó, anh đừng có quá nói 2 phút. Anh quá nói 2 phút là nó biết. Anh trước 2 phút anh cúp ngang thì có thể nó không bắt kịp. Anh mà nói quá 1 phút anh coi chừng. NSA thì nó ghê gớm lắm. Mà NSA là không phải là mới đâu nghe anh Nam. Rất là lâu, rất là đó. Cái chết thảm khốc của ông Đô đốc Yamamoto ở trong mặt trận Thái Bình Dương cũng vì NSA. Họ bắt được cái điện đàm của ông đó, báo cáo là cái đoàn phi cơ của ông Đô đốc Yamamoto đó sẽ đến thăm một cái địa điểm. Và đó, bên Hoa Kỳ họ đưa cái ông đại quý John Mitchell lên phục kích ở trên không. Nói là phục kích nhưng mà thật sự là lên đón trước, mà bay rất là cao trên đó. Đoán được là tầm cái là qua cái liên lạc mà viễn thông đó là biết rằng là cái phái đoàn của ông Đô đốc Yamamoto sẽ đi theo cái lộ trình đó, và họ đón ở trên. Mình dài xài cái danh từ phục kích cho nó vui vậy thôi, thì ông đón trên. Và nó bay cao trên, nó nhìn thấy cái đoàn phi cơ xuống, ấp xuống như một bầy dì hâu đó, táp một cái được băng hít tử nạn luôn từ đó, tức là nó nghe được. Lần trước mình nói chuyện là tù binh Sơn Tây cũng vậy, họ nghe được. Mắc cái đeo đó. Ở Việt Nam này có những cái đơn vị nó kiểm thính, nó nghe đơn vị nào đi đâu đâu. Cho nên lúc mà chiến đấu đánh nhau ở kia đó, mất cái đơn vị của bên Bắc Việt đó, mặt trận giải phóng miền đó, thường thường họ dùng là họ đi đến tới đâu là họ trải đường dây điện thoại, không dám dùng vô tuyến, bị bắt hết. Có đơn vị mà thường thường mình nghe tới là nó gọi là cái phòng 7 đó, một cái đơn vị mỗi sư đoàn nó có một cái đơn vị đó, đơn vị nó chỉ là tình nó biết qua cái nhân tích, thành ra họ rất là hạn chế. Đấu hương của bên Việt Nam Cộng Hòa họ rất là hạn chế, nói là đã biết, nói là đã biết. Còn họ thả những cái trái bom, những cái cây gọi là cây điện tử xuống, ai đi qua mà nói chuyện gì cũng bắt hết. Và thế thì mình nói chuyện tới đây thì thưa thưa quý vị, cái câu chuyện nghe giống như câu chuyện mà nghìn lẻ một đêm, rất là thú vị và chắc là chưa hết. Không anh, chắc là chưa hết. Và cái câu chuyện này nếu mà có dịp chúng tôi theo dõi và nếu quý vị thích đó, thì mình sẽ trở lại nữa.